Điện thoại xin chào cô chú anh chị đến video tiếp theo của Huyền Thoại nha. Hiện tại thì Thoại đang ở sân khấu Trống Đồng cả nhà. Thì bữa nay là mới có 17 tây, thì là 20 tây cô chú anh chị, thì có tất cả nghệ sĩ ha. Đây ha. Anh Văn Văn 25 luôn. Lại Lâm Hùng. Đó. Đây là nghệ sĩ, đây là sân khấu của Trống Đồng. Giá vé thì 150 nha cả nhà. Thì mới bữa nay thì có 17 tây thôi, còn phải là 3 ngày nữa thì chính thức là ngày thứ 7 20 cô chú anh chị. Thì cái này là áo đẹp nàng dâu ha. Thì cũng có sân khấu có địa chỉ đây ha. Sân khấu Trống Đồng. Cái mảng 8 Bolero áo đẹp nàng dâu được diễn ra vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 20 tháng 4 năm 2024 tại sân khấu Trống Đồng số 12 B cách mạng tháng 8 quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Thì cả nhà thì có mua vé thì đặt vé sẵn để mình có được vé ưu tiên ở trên hàng đầu hoặc là vé giữa, thì cũng như trước có chị Hồng Loan hát cho cô chú anh chị. Thì mà bữa nay 20 tây thì là anh Kim Vĩ Long, và cũng có rất là nhiều ca sĩ ha. Đó, có Thi Nhung, Thái Minh, lại anh Thiên Quý Long, Mộng Tiền, Ánh, lại Lâm Hùng á. Ca sĩ Trang 13, MC Lý Triệu Vinh, âm thanh ánh sáng Tân Hữu Tài, ban tổ chức trân trọng kính mời. Thì ở đây nhạc quá thì ở thể năng quyền của chú chị Thoại hỏi sai ha. Thì giá vé 150 nè. Đây là bãi giữ xe, thì cô chú anh chị có vô là có bãi giữ xe đấy ha. Đây được cách mạng 8 đó, họ đổi né xa ra cả nhà, tại vì đẳng cái lo hát nhạc quá thì nên họ né ra. Đây là cách mạng 8 ha. Thì bữa nay Thoại lên tại vì có anh Kiếm Long thì Thoại lên chia sẻ với cô chú anh chị. Thì tại vì Thoại cũng yêu mến anh Kiếm Long, ở đâu thì Thoại cũng đến nha cô chú. Thì tới đó thì Thoại sẽ quay anh Kim Long tới ha. Bởi vì đẳng nhạc quá thì Thoại không đến nha. Thì cái sân khấu Trống Đồng cũng khá là quen thuộc ha cả nhà. Hồi nãy nó xa lắm ha, bây giờ xa ngay ha, để né cái nhạc. Thì cái sân khấu Trống Đồng ở đây thì cũng là từ xưa đến giờ rồi, nó cũng vậy ha. Tại vì hội lên đây là để chia sẻ đến cả nhà, thì ủng hộ cho các nghệ sĩ. Giá vé thì cũng như mọi khi là giá vé thì 150, chỉ là ở trên hàng đầu thì giá khác thì cũng rất là cũng 300, thì Thoại cũng chưa tham khảo nha. Tại vì Thoại tính có cái anh không bán vé cũng ở cửa của chú anh chị, nhưng mà cái lo trên đây hát nhạc chậm quá, sợ mấy bán quyền với lại Thoại đang nói với mà Thoại sợ bị dính nó quyền Thoại cắt cũng đó thì nó không hay cho lắm, nên Thoại đứng xa ra nha. Thì tại giờ cao điểm nó hên xe bị hơi bị kẹt nên Thoại đứng xa ra. Thì cái Thoại cũng để chứ nó đã Thoại cũng để cái hình cái hồi đó trên màn hình anh hình nền nhá để cho cô chú anh chị xem cái rõ. Thì
Thổi sẽ bên qua nói chuyện với anh bán vé nha. Thì giá vé sao thì Thổi cũng rồi anh cho em chia sẻ là giá vé từ 150 đến nhiêu anh? Chương trình 20 tháng 4 tự tình cùng Bororo áo đẹp nàng dâu với sự tham gia của các nghệ sĩ như nghệ sĩ tài danh Mộng Tuyền, danh ca Ngọc Ánh, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long, ngôi sao ca nhạc Lâm Hùng, ngôi sao Bolero Thái Minh. Bên cạnh đó có những nghệ sĩ quen thuộc với cộng đồng như là ngôi sao ca nhạc Kỳ Phương, ngôi sao ca nhạc Thi Nhung và các ca sĩ khác. Thì giá vé thì ban tổ chức đưa ra một mức giá vé để phù hợp với tất cả các đối tượng khán giả, 150.000 đồng vé các loại. Rồi để ưu đãi cho sinh viên là ban tổ chức giảm 50% giá vé cho dành cho đối tượng sinh viên và người lớn tuổi 50 tuổi trở lên là sinh năm 1973 trở về trước. Nếu các bạn sinh viên nào đến mua vé thì nhớ đưa theo thẻ sinh viên để phòng vé, các anh chị phòng vé biết sẽ là để giảm vé 50% cho các bạn. Và các cô các chú lớn tuổi cũng vậy, mang theo giấy chứng minh để biết là sinh năm 1970 trở về trước sẽ được giảm vé 50%. Mọi người nhớ ủng hộ chương trình tự tình cùng Boro và các ca sĩ nghệ sĩ nhé. Hỏi cho em hỏi là cái giá vé dưới là mà hàng cuối là 150, giá giữa là 200, rồi giá trên là hay là 400 đúng không anh? Không, có nghĩa là cái vé đồng hạng là 150.000 đồng, còn cái vé mà VIP á, vé VIP là có hai loại 200 và loại 250. Loại 250 là hàng gần sân khấu và sau hàng cứ là từ hàng 1 đến hàng 8 là VIP 250.000 đồng một vé. Và vé VIP là vé không có giảm nha quý vị. Và sau hàng 8 là vé 200.000 đồng. Còn vé đồng hạng 150.000 đồng là những vé là bao quanh các vé VIP. Hết. Thì Thổi cũng mới chia sẻ anh bán vé hai cô chú anh chị. Thì giờ cũng tối quá, đã xe cộ cũng đông ha cô chú. Thì Thổi cũng xin dừng clip. Có gì hẹn cô chú anh chị 18-19 buổi sáng thì Thổi sẽ lên tâm sự với lại anh bán vé này ha. Với lại anh Thổi cũng quay trên sân khấu để chia sẻ để cho cô chú anh chị. Thì Thổi cũng tạm biệt cô chú nha. Cô chú anh chị ủng hộ làm đăng ký nha mấy bạn cô chú anh chị. Thì Thổi xin anh bán vé thì vô đây để chia sẻ cái thằng ghế nha cô chú anh chị. Đó, hàng ghế rất là bình tráng ha. Tại vì giờ này cũng 6 giờ 6 mấy rồi. Nên cũng hơi tối. Đó, nên vẫn có cái nhạc hay một chú anh chị thông cảm ha. Đó, sân khấu này cô chú anh chị. Cái hàng ghế cũng rất là đẹp ha. Đó, trước chị Mùa Lon hát thì cũng có sân khấu ở đây. Thì hỏi đến chia sẻ với chú anh chị. Chứ một ngày thì hiện tại mắt thường thì là tối lắm nha. Mà mở ảo rồi Thổi quay lên sân khấu nè, nhạc quá cô chú anh chị ơi. Thổi còn cận cảnh thì bên nữa. Thì thì có thể là ngày mai hay buổi sáng hay ngày mốt gì cô chú anh chị thì Thổi sẽ quay buổi sáng cho ảnh nó đẹp đẽ nha cô chú. Nên giờ buổi tối hình nó hơi bị mờ, nó không có được đẹp như ban ngày. Thì khoảng 18 hay 19 thì hoặc là gì đó thì là Thổi sẽ quay lên ha. Thổi cũng xin ngưng clip nha cô chú anh chị. Thì cho hàng ghế trong phía chấm đồng cũng khá là quen thuộc rồi. Thì hẹn cô chú anh chị vào video tiếp theo ha. Bye cô chú anh chị nha.